Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình dọn keo xong mà mình chưa quay cho các bạn xem keo mình dọn xong các bạn. Keo mình 4 năm. 4 năm tháng 8 đây là đúng 4 năm các bạn. Mình dọn xong rồi. Chắc khoảng tầm cỡ trên hát rồi các bạn. Nếu kêu mà mình nếu mình bán mà hơi non keo chút, mình có người nào bán 4 năm rồi bán cũng được các bạn. Nhưng mà mình chưa. Mình đợi cho nó nặng lớn thêm xí nữa. Chứ bán non nó uổng quá các bạn. Tại bán non nó nhẹ ký, nó tốn công mình trồng, tốn tiền giống. Con đường mà ngày nào mình cũng đi nè các bạn. Ngày nào mình cũng đi đường đây hết á. Tại vì mình nuôi bò cho nên ngày nào mình cũng ra bò. Trước mặt các bạn là cái mít. Mít không biết con gì nè ăn mà nó cái mít thiệt to mà nó chết rồi các bạn, nó chết lần rồi, nó còn sống còn cả nhánh đây, còn trên đọt luôn, nó chết hết rồi. Chắc cái con gì ăn độc rồi. Mình đi nãy giờ cũng tới chỗ tháo bò các bạn. Bà mình vẫn còn đang nằm mà ngủ nè, ăn no rồi nằm ngủ. Thực sự cái điện thoại đây mình mua cũng khá lâu các bạn, lúc đó nó chưa có cái chức năng mà mình quay camera trước camera sau luôn một thở các bạn. Bây giờ điện thoại bây giờ nó có cái loại chức năng mình quay ở trước rồi mình quay ở sau luôn, hai camera quay một lượt luôn. Mình thích lắm. Khi có tiền mình cũng chắc mua cái đó mình quay cho các bạn xem. Đây. Nhát quá. Bà bơ các bạn, rất man. Đây. Ở quê mình chăn nuôi đồ, mình trồng thanh long, trồng mít, trồng xoài đồ. Nói chung cũng có trái cây ăn các bạn. Trái cây thanh long. Thanh long mình tao mua là mình khỏi tốn tiền mình mua trái cây các bạn, mình hái mình ăn à, nó sạch, nó không có sợ thuốc thang gì hết nên nó cũng khá cho sức khỏe của mình. Nói chung mà ở vườn mình rẫy đồ là mình trồng cây trái đồ như chuối, mít, thanh long, cũng cái ăn mình bán, chuối mình trồng mình bán ví dụ như một tháng thì mình chặt được một lần hai lần, mình cũng kiếm được tiền để mình trang trải cuộc sống.
chuối của mình đây. Khi mà mình trồng chuối mà nó ấy các bạn, nó xấu rồi, nó cẩu nhiều năm quá rồi, nó không còn phát triển nữa, mình trồng cỏ luôn, trồng cỏ sữa luôn. Như vậy như là mình cũng trồng cỏ vô nè, chen xen vô. Khi bò mà nó đông mà mình cho nó ăn, cho nên mình không trồng cỏ. Chừng mà bò nó lớn lên nó đông thiếu cỏ các bạn. Đây là trước hoặc là ruộng các bạn. Hôm đây mình làm lúa này, ruộng á, mình làm một năm hai vụ. Ở ngoài vườn, ngoài rẫy, ngoài rừng mình làm nó chim chuột quá, mình canh tác không sữa, nên mình nghĩ mình nuôi bò, mình trồng cỏ, mình nuôi bò các bạn. Thì nói chung mà được cái này nó còn mất cái kia. Mình nuôi bò thì nó không có lúa, gạo mình phải bỏ tiền ra mình mua. Khu đây hầu mình cũng ít à, nhưng mà mình cái ông cậu ở, ông làm ruộng gần bên, ông cũng lớn tuổi rồi, ông làm không có nấu nữa, ông về nhà ông bán bánh đồ, ông đỡ lại cho mình, ông bán lại cho mình. Là ông cậu với ông hàng xóm bán lại tổng cộng là mình mua 23 triệu rưỡi các bạn, 23.500.000. Mình có được cái sữa để mình tính là dự án mình nuôi bò. Mình trước mắt là mình trồng chuối để mình kiếm thêm thu nhập thôi, để trang trải cuộc sống. Nhưng mà tương lai chuối nó cũng càng ngày nó càng xấu rồi, mình trồng cỏ hết các bạn. Mình trồng cỏ hết, xen vô. Rồi khi nào chuối nó cẩu, mình chặt bỏ chuối rồi đỡ cỏ nó lên. Rồi mình chuyển nuôi các bạn. Toàn bộ mình mua đây là ruộng không các bạn. Ruộng làm một năm hai vụ không á. Bây giờ mình tận dụng, mình trồng chuối vô. Mình trồng chuối, trồng cỏ xen vô. Vừa có bò ăn mà vừa có chuối. Làm nhà vừa tuy nó có vất vả các bạn, nhưng mà nó cũng yên bình. Tại vì mình làm mình ăn, không có ai buôn chen với mình. Chỗ mình mua là mình rào đồ lại, mình thả bò mình. Nhà vừa thì nó được yên bình cái chỗ đó, không có buôn chen, không có nói chung phức tạp như thành phố. Các bạn nào mà muốn cảnh yên bình mà không sợ vất vả như mình ạ, thì nuôi bò. Mà trước khi mà mình nuôi bò, mình phải có một cái đám đất các bạn. Đất cũng nói chung là nó không rộng, nhưng mà tầm khoảng cỡ hát là mình tính về sào, mình là 20 sào các bạn. Thì mình có thể mình nuôi ba bốn con bò cái nái, bò sinh sáng, gọi là bò sinh sáng các bạn. Thì mình nuôi ba bốn bò cái nái, vậy là mình thí dụ mình phanh ra mình trồng cỏ một nửa, còn một nửa là mình đỡ mình thả, mình làm chuồng, làm trại. Rồi mình có thể nếu mà mô hình đã ngon có nước rồi, mình nuôi gà, nuôi heo. Nói chung là dự tính của mình là như vậy, nhưng mà không biết, cũng từ từ mình cũng ráng cố gắng mình làm. Thì cây sữa mình cũng mới trồng, là mập cũng lớn, khá lớn rồi các bạn đó. Cũng có chuối rồi lung tung. Mình nói chung là mình ham cái gì mình cũng trồng hết, vừa có cỏ mà lại vừa có chuối. Nếu như các bạn mà đất nhiều thì các bạn trồng cỏ là cỏ không, đừng có trồng chuối. Nếu trồng chuối vô thì nó hạn chế cỏ lại các bạn, nó cũng rập á, nó rập cỏ. Chuối thì nó cũng không có nên lắm. Chuối mình thì cũng được, cho bán tháng mình kiếm được vài trăm ngàn, có trang trải cuộc sống cũng đỡ. Đây là chỗ mình thường nghỉ trưa các bạn, giống mình cột đây. Mình thường
nhóm lửa mình lùi sắn, lùi bắp, lùi chuối, chuối nướng. Này, nếu như mình đói bụng mà mình không no, ăn cơm không no, mình hái sung đây mình ăn. Cái sung các bạn, cái sung nó người ta đây cũng thích lắm á. Sung cũng đẹp, dáng cũng đẹp. Đây cũng có cái sung nữa các bạn. Sung mình chưa bóng mát các bạn. Vì bò mà nó ăn mà trời nắng nóng mà tháng mùa hè rồi nó nóng thì có cái bóng mát nó vô nó đứng nó cũng đỡ các bạn. Chứ nếu mình lùi đẩy rừng mình chặt hết rồi không có chỗ bông mát bò là không có chỗ đứng nghỉ ngơi nữa. Mình cũng vậy, mình cũng có chỗ đứng mát nắng lắm. Đây là toàn cảnh mình cái khu mình nuôi bò các bạn. Đó. Khu nãy là mình quay chuối coi sữa, đây là toàn bộ là ruộng lại các bạn. Đó. Ruộng môn rồi nước nhiều lắm. Đây cũng coi sữa các bạn. Nên quay toàn cảnh các bạn. Hiện nay mà các bạn nào muốn kinh doanh, muốn làm nông, muốn nuôi bò thì hiện bây giờ bò nó cũng mềm giá các bạn. Bò bây giờ nó cũng không có cao giá lắm đâu. Nếu mình mua nuôi thì tốt á. Thời điểm bây giờ mua nuôi rất là tốt. Khi mà mình mua cái giá bò mà thời điểm mà nó mềm giá, nó thấp giá thì mình nuôi nó có lợi nhuận hơn. Chứ mình mua thời điểm mà bò cao giá thì mình nuôi nó không có lợi nhuận đâu các bạn. Cái bò mà nó cũng khi lên xuống thất thường lắm. Mình mua bò mà rẻ thì mình nuôi gì chừng mình lớn rồi mình bán nó lãi nó cao hơn các bạn. Lúc trước thì mình cũng đi Sài Gòn đi tùm lum làm các bạn, nhưng mà mình cảm thấy ở quê thích hợp với mình hơn sao. Rốt cuộc mình đi 5 lần bị lượt mình về cũng vô quê. Mình là làm nông các bạn. Làm nông chăn bò các bạn. Đây là gốc dưới cổ thụ này các bạn. Dưới to lắm. Một người ôm không hết đâu các bạn. Ở vườn mình rẫy mình nè, mình chừa cây đủ nhiều lắm các bạn, ở cho nó mát. Rồi thời liệu lượng video mình cũng sắp hết rồi các bạn. Thôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn tại đây. Giờ của mình cũng công việc hàng ngày cũng chặt cỏ cho bò ăn các bạn. Thôi ngày mới mình không có gì hơn xin chúc các bạn được nhiều may mắn và được hạnh phúc bên người thân, bên gia đình. Nhớ nếu các bạn xem video của mình có hay thì cho mình một cái bấm đăng ký kênh và một cái like nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn. Để mình có động lực chia sẻ những video có chất lượng hơn. Chia sẻ video trong cuộc sống và chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đã nuôi bò mấy chục năm nay nha các bạn. Thôi, mình xin tạm biệt các bạn. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.